Xin kính chào toàn thể quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Núi Đá Vùng Cao. Em Bình xin chúc tất cả quý cô bác, anh chị luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Hiện tại em Bình đang có mặt tại bản làm của em Dũng và bố em Dũng. Ngày hôm nay em Bình vào đây thì cũng nhận được một phần quà của cô Phạm Thị Ý ở bên Canada. Cô có gửi cho em Bình là 4 triệu đồng. Cô có dặn em Bình là lấy 2 triệu cho bố nuôi của em Dũng và lấy 2 triệu cho em Dũng để em Dũng được mua những cái gì em Dũng thích cũng như là cần thiết trong gia đình. Thì con cũng xin thay mặt anh Ná và em Dũng gửi lời cảm ơn đến cô Phạm Thị Ý ở bên Canada rất là nhiều. Con xin chúc cô và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn gặt nhiều điều may mắn. Xin cảm ơn cô rất nhiều. Thì bây giờ em Bình xin mời tất cả quý cô bác, anh chị, mạnh thường quân, quý khán giả trong nước và ngoài nước theo chân em Bình đi vào trong nhà của bố nuôi em Dũng mồ côi. Ngày hôm nay thì em Bình vào đây thì cũng rất là vui vì là trời cũng rất là nắng ấy các bác ạ. Lúc nãy thì em Bình cũng từ trong căn nhà cháu Nô và cháu Mai, căn nhà tình thương hiện tại đang được xây dựng ấy, vào đây thì toàn là đường đất thôi. Ở đây thì cũng có đường bê tông rồi nên là đi lại cũng dễ. Lúc nãy đi từ bên kia ra thì đường đất nên là hơi khó đi các bác cô chú. Bố của em Dũng thì bây giờ đang chuẩn bị để sửa nhà ấy, các bác cô chú ạ. Đây là cũng mua được bột đá rồi. Ngày hôm nay thì em Dương cũng đi làm trông ba cháu mồ côi ấy, đang chuẩn bị để xây nhà nữa nên là em Dương cũng không vào đây được nên là em Bình một mình em Bình sẽ vào đây nhé. Xin chào anh Ná nhé. Chào anh. Chào anh nhé. Hôm nay làm gì đây anh? Mình chơi xưa. Hôm nay anh Ná ở nhà thôi, không làm gì. Cái này là của anh hay của ai? Của thư đột trưởng. Của thư đột trưởng của anh chơi à? Anh chơi. Bột đá này trở ra lâu chưa? Đá ấy. Nhưng không tốt là tài khí thấp thôi. Bột đá là sáng nay vừa mới trở vào đây. Anh Ná thì cũng được các bác cô chú quý mạnh thường quân bên kênh của em Dương người con vùng cao ấy, các bác đấy vào đây để mà giúp anh Ná chia sẻ khó khăn cũng như là giúp anh Ná sửa nhà. Thì ngày hôm nay cũng vào đây gọi là mang một phần quà rất là ý nghĩa đến cho gia đình anh Ná, là phần quà của cô Phạm Thị Ý. Đấy, bây giờ là anh em mình lên nhà nhé. Nhà là vẫn như ngày trước à? Vẫn chưa sửa nhỉ? Sửa chưa được nhỉ? Đang đợi anh em thợ phải không? Chị Mai có nhà không anh? Chị Mai cũng có nhà. Ở đây mát nhỉ? Có bụi tre ở đây mát thật. Lá lá nhỉ? Ở đây thì có rất là nhiều cây tre cũng như là bụi tre ở đây nên là mát mẻ đấy. Và nhiều cây cối các bác cô chú. Hiện tại thì căn nhà của anh Ná thì đang được sửa lại nên là hơi bừa bộn một chút đấy, mong các bác cô chú và anh chị thông cảm nhé. Đấy, di chuyển hết gạch vào đây rồi nhỉ. Gạch thì khá là nhiều. Đấy, cái giường của anh Ná thì cũng như thế này thôi nhỉ. Giường tre rồi anh. Xong rồi à? Anh chỉ dùng cái tre để mà làm cái này để ngủ thôi các bác ạ. Ngủ thế này thì sẽ rất là bị đau lưng. Đấy, vì là cũng hoàn cảnh là cũng không có giường để ngủ nữa. Đấy. Căn nhà thì cũng may mắn là được em Dương vào đây thì cũng được các bác mạnh thường quân trong nước và ngoài nước giúp đỡ để sửa lại. Bây giờ thì đang sửa lại. Đấy. Kho giờ thiệt xỉ ấy thì sẽ đỡ sẽ nhỉ? Căn nhà của anh Ná thì đợi anh em thợ ấy, sẽ ra để mà xây gạch lên. Gạch thì cũng đã chuyển vào đây rồi. Chỉ mong chị tao chưa nhỉ? Trước mắt thì cũng đã chuyển được gạch vào đây rồi. Và bột đá thì cũng đã chuyển xuống dưới đường. Ngày mai thì sẽ di chuyển vào đây cũng như là để mà chuẩn bị sửa nhà ấy, các bác ạ. Nhà anh Ná thì là một căn nhà gỗ nhưng mà sẽ được xây tường. Đấy, xây tường quanh nhà để gọi là chắc chắn hơn. Đấy, gió không được, không lùa được vào trong nhà. Hôm nay hai cháu đi học rồi anh? Một cảnh tăng thức thì có ít cháu Hai cháu thì đi học các bác ạ.
Anh Nái thì cũng có hai cháu rồi, hai con, một đứa con gái cả và một đứa con trai nữa. Đấy. Chị Mai có nhà không? Nhà trên. Bể nước trên kia làm thế nào rồi? À? Bể nước ấy. Chỉ đạo à? Đào xong rồi nhỉ? Đào xong rồi chưa làm. Làm xong bể nước rồi thì sau này thì sẽ có nước cho bà con được cùng nhau dùng. Đấy thì bây giờ là trong thôn của anh Ná là đang chuẩn bị làm một cái bể cộng đồng để cho bà con ở đây gần đây thì sẽ được cùng nhau chung để mà dùng, có nước để sinh hoạt. Vì là ở đây thì nước có nhưng mà không có bể các bác ạ. Không có bể chứa thì cái mùa mà khô quá là lại không có nước dùng. Khá nóng nhỉ, nhìn anh tốt hết mồ hôi. Mùa có đề tay mà chơi giống ngô. Phật tá nhỉ không, chết tài lọ là. Tại vì mình lấy phật tá như thế. Anh Ná thì ngày hôm nay thì đi cắt cỏ để cho bò ấy. Vì là nhà cũng có nuôi một con bò nên là đi cắt cỏ. Cái chỗ gạch này thì chắc là cũng đủ xây rồi nhỉ anh Ná nhỉ. Gạch cũng khá là nhiều rồi. Cố gắng nhé, cố gắng để mà học pê chê để có căn nhà gọi là gọn gàng hơn, sạch sẽ hơn, chắc chắn hơn. Dù nhỏ có dù khó dù chơi có khó khó mà nếu thế thì chín trai chúa lo ấy. Vì là trên vùng cao là cũng những căn nhà của bà con là cũng được là bàn gỗ nên là cũng không được chắc chắn cho lắm ấy, nên là sẽ phải xây gạch quanh căn nhà để cho kiên cố hơn vào những cái ngày mưa gió. Buổi tối là anh Nắng ngủ ở đâu? Buổi tối là anh ngủ ở đây. Ngủ đây. Còn hai cháu với chị Mai đâu? Ngủ kia. Có nghĩa là anh buổi tối là anh ngủ ở đây, xong là chị Mai là ngủ trong. Chả là cổng một cổng trong cửa hoa rửa đấy rửa nhà cửa to. Không phải đi do cái đâu. Buổi tối là căn nhà là chưa được quay lại ấy, là anh phải trong nhà nhá. Nhà có thay đại cô tàu ốm không? Của nó u à là đúng một lòng thì là khai tệ tả. Đúng rồi. Là khai để có COVID tàu. Đấy vì là buổi tối là anh Nắng phải ngồi đây để trông nhà, trông cái vật liệu ở đây. Đấy vì là cũng sợ bị trộm cái gì ấy các bác ạ. Còn con trai Úc của anh Ná là xuống cùng với em Dũng. Em Dũng là nhà cũng ở dưới này thôi. Lát nữa em Bình sẽ ghé thăm để mà trao phần quà của cô Phan Thị Ý cho em Dũng. Còn vợ anh Ná với lại con gái cả ấy là ngủ bên nhà anh Trơ, thôn đồn trưởng. Pelo thì cũng được làm mới hết rồi nhỉ, anh khá là mừng. Dòng xiết đó nhỉ, cả tao lướt chè là dòng xiết anh đấy. Là phát tàu chạy trong xe rồi. Này phát tàu khó này mà dù lúc trên thì khu đua. Được khu đua hát thì la xe rồi này nhỉ. Phát tàu dòng chạy nhanh rồi. Xin thưa các bác cô chú anh chị và tất cả mọi người. Bây giờ thì em mình và anh Ná và chị Mai đang ngồi ở đây. Ngồi ở trong nhà anh Ná. Thì em mình sẽ lấy phần quà của cô Phan Thị Ý. Đấy, trao cho hai vợ chồng anh Ná. Cũng là bố nuôi của em Dũng một cô ấy. Em Dũng thì đang đi làm việc chưa về đến nhà. Lát nữa thì em mình với anh Ná sẽ đi xuống dưới nhà rồi là đợi em Dũng về thì sẽ gửi một phần quà cho em Dũng nữa. Đó là phần quà riêng nên là sẽ gửi cho em Dũng. Đấy, thì em mình cũng đã chuẩn bị được 2 triệu của cô Phan Thị Ý rồi. Thì cô cũng nhờ em mình để mà trao cho anh Ná nên là ngày hôm nay thì em mình cũng sẽ mang vào đây. Đây là 2 triệu các bác ạ. Đây là 2 triệu. Đây là 2 triệu nhé. Ở đây anh Ná. Anh xem đủ chưa? Đủ rồi, đủ 2 triệu. 2 triệu nhá. Thế nhá. Đấy, bắt tạm cái. Chúc sức khỏe anh nhá. Rồi là anh nhìn sang cái thiết bị quay là cảm ơn đến cô Phan Thị Ý, được Pau, được Pau Ý. Pau Ý hả? Ừ. Ừ. Chào mừng tao Pau Ý thì bỏ ươn thì tao nhẹ mưa tia tôi cho ưu tia ổ chào Pau mừng tao. Đấy thì anh Ná cũng có gửi lời cảm ơn đến cô Phạm Thị Ý ở bên Canada rồi. Đấy, cảm ơn cô rất là nhiều. Đấy, tiếp của ô chào ấp của mình là ô chào tao à tập phong. Ô chào tao tổ nghệ lão ý à. Có ưu nhận tin như tập nghệ mà ngươi chia tao tao ưu khó chê đi á. Thì khó sánh mà, ô chào mong đầu. Chị Mai thì cũng có gửi lời cảm ơn tương tự như anh Ná đến với cô Phạm Thị Ý rồi. Con một lần nữa xin phép gửi lời cảm ơn cô. Đã thương đấy và cho anh Ná. Phần quà của cô thì con cũng đã gửi cho anh Ná rồi. Con rất là cảm ơn cô đã tin tưởng con để nhờ con trao phần quà cho anh Ná. Con xin cảm ơn cô và gia đình rất là nhiều.
là giúp cho những cái hoàn cảnh khó khăn cũng như là những cái mảnh đời bất hạnh đấy, như là anh Ná cũng là một trong những cái số gia đình đấy, rất là khó khăn đấy, bố mẹ của anh Ná thì cũng mất từ lúc anh Ná còn rất là nhỏ tuổi đấy, anh Ná cũng một mình tự lập từ nhỏ nên là cũng đáng thương, nên là cảm ơn cô rất là nhiều. Đấy, thì em gửi cho anh nhé. Em một lần nữa bắt tay một cái nữa. Chúc anh luôn mạnh khỏe nhé. Xin giò nhé. Xin giò để mình còn cố gắng cho gia đình nữa. Đấy, thế nhá. Đấy, thì em gửi cho anh rồi thì em cũng xin phép để mà đi xuống dưới nhà em Dũng để đợi em Dũng về thì sẽ gửi quà cho em Dũng nữa. Rồi nên là anh cứ cấp tiền được nhé. Tao này tí hả? Mà nếp bếm được cái chén này mà lần đấy. Đấy. Chào anh chờ nhá, anh đi đâu về đây? Đi lấy cây cỏ về trồng. Đi lấy cây cỏ à? Đấy. Đấy, xin thưa các bác, đây là anh trưởng thôn đội trưởng nha. Vâng. Bắt tay một cái. Đấy. Nhà anh thì là ở bên kia. Thế anh về nhá. Vâng, chào chị nhá. Nhà của anh thôn đội trưởng là hiện tại anh Ná đang đi nhờ ở bên đó. Đấy, nấu ăn cũng như là ở bên đó. Vì là nhà của anh Ná thì cũng đã dỡ hết ra với các bác cô chú ạ. Cái mùa này anh trồng hết ngô chưa? Hả? Anh trồng ngô hết chưa? Trồng tà. Thế là cũng trồng ngô xong rồi, để đợi vun ngô thôi nhỉ. Sau này mình sửa nhà xong là cái này phải quét dọn hết nhá, anh nhá. Quét dọn hết, cái này lấy đi là đi đốt làm củi nấu cắn cho bò. Đấy, tiết kiệm. Cho nên là để tà cho chị vô. Quét cái lá này để cho đường nhà anh sạch sẽ hơn đấy. Củi này là anh đi chặt đâu về đấy? Củi này. Đi chặt từ bên núi bên kia ra. Đấy, nhà của em Dũng là cũng ở dưới này thôi các bác cô chú ạ. Đấy, thì em mình sẽ đi xuống dưới đó. Đấy, thì như là lúc này em mình cũng có nói thì đây là phần quà riêng của anh Ná. Thì bây giờ em mình xuống dưới kia thì em mình sẽ đi chia sẻ một thước phim để truyền tải tới các bác về em Dũng và cũng như là căn nhà mới của em Dũng để được em Dương để vào kết nối nhé. Thì bây giờ thì em mình cũng xin phép để kết thúc cái thước phim này tại đây. Em mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bác cô chú, quý khán giả Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước rất là nhiều. Còn bây giờ thì em mình xin chào và hẹn gặp lại trong những thước phim video tiếp theo trên kênh Người Đá Vòng Cao. Xin chào, anh Ná biết xin chào thế. Bye, xin chào nhé.